Mến chào quý chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 2022, nhằm ngày 12 tháng Giêng âm lịch. Thì ở chùa Hàm Rồng hàng năm có lễ tổ chức lễ kỳ yên để cho bà con mình đến dân hương bái ông để cầu cho dân an quốc thái. Thì bây giờ mời quý chú anh chị cùng theo dõi. Thì ở đây diễn ra 3 ngày, từ ngày 12 tháng Giêng đến ngày 13-14 tháng Giêng hàng năm, thì có tổ chức tại chùa Hàm Rồng các bạn. Long Đàm Cổ Miếu hay là gọi là chùa Hàm Rồng các bạn, thì có tổ chức 3 ngày. Thì hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu vô chuẩn bị lễ. Ngày mai là ngày 13 tháng Giêng thì có tổ chức múa lân và đánh tù lộc cấu của người Hoa để cúng cho ông xem. Vào khoảng 8 giờ sáng thì bà con mình có đến để mà dâng hương cúng chùa, thì có thể mình tranh thủ đến để mình xem luôn cái được múa lân diễn ra vào ngày mai lúc 8 giờ nha các bạn. Thì ngôi chùa Hàm Rồng này trong hàng những năm qua thì do ảnh hưởng của chiều cường trong cái khu vực thị trấn Mỹ Xuyên, thì do nước ngập cao đó các bạn, cho nên chùa bổn chùa và các Phật tử có đóng góp, người ta sẽ nâng cái ngôi chùa này lên cao khoảng 1 mét bên ngoài đó. Bây giờ các bạn nhìn thấy là dựa cái mặt sân này lên với cái ngôi chánh điện thì khá là cao, khoảng 1 mét mấy các bạn. Thì bây giờ năm nay thì cũng có không có ảnh hưởng của dịch, cho nên không có tổ chức về hát bội như hàng năm thường có là hát 3 ngày, nhưng bây giờ không có hát các bạn, chỉ có tổ chức cúng lễ, nghi thức lễ để cho bà con Phật tử mình đến dâng hương cúng cho ông trong 3 ngày. Bây giờ mình sẽ đi lên cái chính điện để đi vào bên trong ngôi chùa để gửi đến quý cô chú anh chị xem. Thì giờ này thì bà con mình ở trong cái khu vực này, trong khu vực thị trấn, thì người ta cũng có một số bà con mình đến để cúng cho ông, như đầu heo hay là xôi để người ta dâng lên cho ông, giờ gạo người ta cúng để dâng lên cho người ta cúng cho chùa đó các bạn. Thì bữa nay là ngày đầu tiên nha, ngày 12. Thank you.
trí thật của người qua đó các bạn. Thì phía trước mình đi vào cái khu đó có bốn cái cầu liễn nằm ở và những cánh cửa gà vào, và bên trên hai bên thì có thờ ông hổ và ông đậu hai bên để đi dọc vào cho các bạn xem. Đây là thư ngõ các bạn, thì ở đây người ta cũng có để thư cho mình viết của Long Đàm Cổ Miếu, còn hai bên thì có thờ ông hổ và ông rồng, và bên trong là chỗ chính giữa, chỗ chính điện nhất là của ông, thì ở đây có thờ năm ông hổ nữa các bạn. Thì các bạn đây thấy là chỗ này là thờ ông đó các bạn, là chỗ này là chính, chỗ này là thờ ông. Thì chỗ dưới chỗ ông ngồi thì có năm ông hổ. Ngày xưa mình cũng nghe nói về những ông hổ ở nơi đây thì rất là nhiều tiền các bạn, cho nên bà con mình tên cũng dần lên cũng khá là đông hàng năm. Thì trước chỗ thờ ông thì có hai tiên hạt với một cái ông thần mã các bạn. Ở này chỗ gươm đao thì chỗ này có thần mã của ông đi ngày xưa đó các bạn, thì cũng để ở đây đồng thờ tới bây giờ này này. Ông thì dưới ông thì có thờ năm ông hổ rồi các bạn, thì người nói là năm ông hổ này rất là linh, cho nên bà con rất là đến để dâng hương cho ông và ông hổ ở khu vực này. Thường đi thì ngày gần với mùng một thì bà con đến dâng hương cũng khá là đông ở khu vực này các bạn. Còn bên đây là thờ bà các bạn, thiên hậu thánh mẫu. Đây là cái toàn cảnh của khu vực chính điện của chùa Hàng Rồng các bạn. Ngày hôm nay thì do ảnh hưởng của dịch cho nên bà con đến cũng rất là vắng vẻ hơn. Ở nơi này thì thờ thánh hậu, thánh mẫu, chính giữa thờ ông kia là thờ bá thất, bá thất của ấp Trần Cũ đó các bạn. Bây giờ chợ miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của chợ miền Tây. Xin mến chào.